Nam trở lại với bữa livestream ngày hôm nay. Thì bên em tiếp tục về một thùng hàng, trong này thì trại đá báo, một cặp phong hoa đen và một cặp bông đỏ, hàng đẹp tuyển xuất sắc. Thì anh em nào có nhu cầu bảo tồn thì xem clip này ha. Thì hàng mấy hôm nay là em về liên tục rồi, có hàng là em báo cho anh em liền và nhận kiếm chim theo yêu cầu của anh em. Thời gian kiếm thì mình không hứa trước được nha anh em, tại vì những cái hàng mình đóng đi hoặc mình kiểm tra thì khá ok mình mới nhập về. Rồi thì xong, mình xin mở nắp thùng cặp văn hoa đen. Để ra cái cặp văn hoa đen cho anh em xem. Đây, cặp văn hoa đen, một con văn hoa đen đang từ trên xuống dưới, lông đầu, mắt, mũi khá ok. Cặp văn hoa đen 4 tháng tuổi, lông nguyên bản đuôi đen nha anh em. Anh em xem nè, nguyên bản đuôi đen luôn. Hàng có khả năng là rất chất lượng, ok, đẹp, long lanh. Thì trên trại báo xuống cho mình mới nhận được thùng hàng văn hoa đen cho anh em ha. Anh em xem ha, lông lá khá ok nha anh em. Đang thấy chưa, đẹp mướt sạch sẽ, chân giò đầy đủ ha. Có số đeo là 71, số đeo khoen cặp phân hoa đen này là số 71. Đây, để mình bắt một con ra nữa cho anh em xem ha. Hàng tương đối chuẩn, đẹp, chất lượng. Con thứ hai nè, khá ok anh em ha. Đuôi xòe hết bán, đẹp cực kỳ. Phân hoa đen mã số A3, có số đeo chân là 71. Trong này cặp này nó có số đeo chân luôn nha nè, số 71. Cho anh em xem à, 71. Camera không rõ nhưng mà vẫn thấy được số 71 nha, 71. Rồi, khá ok. Cặp 4 tháng tuổi văn hoa đen nguyên con, hàng chuẩn, đang rô cường cho anh em xem nè ha. Thì trong thùng này là còn cặp bông đỏ nữa, tương đối ok, đẹp mướt quá. Đây, ở đây mình quay cận clip cận cảnh cho anh em xem ha. Văn hoa đen hàng mới nhập ngày hôm nay, rất đẹp, bông đen điêu. Dòng văn hoa này là rất hot bây giờ nha anh em. Anh em nào có nha ý bảo tồn thì nhắc máy lên alo mình liền ha. Cặp này có văn hoa đen mã số A3, hàng mới về, với giá 1,9 chai. Cặp đã được 4 tháng tuổi, lông lá đẹp mướt mát, bóng bẩy, đang rổ cườm, cườm đang ra lấm tấm nè anh em. Khá ok anh em thấy chưa, văn hoa đen đó cho anh em xem. Cặp mã số A3 văn hoa đen, hàng đẹp, long lanh, mướt, bóng bẩy, chuẩn chim. Clip mình quay rất cận cảnh cho anh em xem ha, từ từ mình xem. Thời gian qua thì anh em, nhiều anh em đã tin tưởng, ủng hộ rất là nhiều chim. Mình rất cảm ơn anh em. Bây mình bán là cặp nào đúng cặp đó cho anh em xem thôi. Hàng đẹp, mướt mát, sạch sẽ, chuẩn, đúng cặp. Clip mình quay rất cận cảnh rồi. Đó, hai con cho anh em xem ha. Đẹp cực kỳ, long lanh luôn. Hiện tại cặp này có mã số A3 với giá 1,9 chai, mới nhập về ngày hôm nay. Anh em tha hồ mà lựa ha. Anh em nào muốn mua cặp nào thì báo mình để mình quay clip lại, hoặc là mình trong này clip này thì tương đối rõ ràng rồi, không có gì phải bàn cãi nữa. Những cái cặp nào mà nó mờ, hình ảnh nó mờ nhòa thì anh em yêu cầu mình quay lại, kết nối Zalo số 0976 5678 34.
tiệm chim cảnh Hiếu Bio Phú Thái. Anh em nhớ đăng ký kênh để mà xem clip của mình nha. Mình cũng thường hay cập nhật hàng, về hàng đóng đi liên tục đó cho anh em xem, chuẩn chim đẹp chất lượng. Rồi, một cặp mã số A3. Tiếp tục mình ra cặp bông đỏ cho anh em xem ha. Rồi đây, clip cận cảnh cho anh em xem. Phân hoa đen, bông đen nguyên con. Hàng chuẩn bây giờ, đẹp xuất sắc. Chim khá ok. Đưa vào chuồng quay cho anh em xem ha. Khá đẹp nha anh em. Mã số A3 hàng mới về. Phần hoa đen, chân có đeo dòng số 71. Dòng chân của nó nè anh em, quay cận cảnh dòng chân nè, nó đeo dòng chân nè anh em ha. Hai con này đều có đeo dòng chân nha. Số của nó là 71 nè. Rất cận cảnh cho anh em xem ha. Kỹ lưỡng. Trước khi mình quyết định cháu cặp nào thì mình quay rõ cho anh em xem. Hàng Phú Thái rất đẹp, lông lá mướt ok, khá ok đấy. Thì bữa nay là về hàng rất nhiều rồi, chưa clip để mà đăng tải cho anh em. Thì hôm nay mình sẵn tiện mình làm vài ba cái để anh em nào có nhu cầu ủng hộ bảo tồn thì alo mình ha. Cặp này có giá là 1,9 chai và cặp mã số A3 hàng mới về. Rồi cho anh em xem ha. Đẹp cực kỳ, long lanh. Chim chuẩn, sạch sẽ. Rồi, đó cho anh em xem ha. Mình mua chim thì anh em chuyển tài khoản nha. Chuyển tài khoản thì mình giữ chim lại. Chứ còn nhiều anh em hứa hẹn mình không có dám biết anh em nào hết. Anh em cũng thông cảm vì cái vụ đó. Cặp nào anh em nào chuyển tài khoản trước là mình cho cặp nó lên đường ha. Rồi để cho nó bay lên đi nha. Đó, quá đẹp, cặp bông đen khá ok đấy. Đó, phân hoa đen, dòng phân hoa là một trong những dòng hot bây giờ. Ngoài ra mình giao lưu bảo tồn lại nha anh em. Anh em nào có hàng inbox mình qua Zalo 0976 567834, mình nhập lại của anh em nha. Nhập lại hàng của anh em. Thì anh em nào mà muốn bảo tồn thì alo báo mình nha. Thì giá hợp lý là mình thâu lại cho anh em. Có chim điều kiện chim chất lượng, đẹp, lông lá mướt, bóng bẫy. Thì mình anh em nào có hàng báo mình để mình thâu lại nha. Đổi gió, anh em nào muốn đổi gió hoặc là đổi dòng chim khác chơi thì bất cứ lúc nào cũng thế alo mình. Rồi để mình đuổi cho nó bay lên chút cho anh em xem ha. Đó, lên đi con. Con này hung dữ nè. Đó, hung dữ không? Đụng tới đó cái nó đập nó đánh đầm răng nè. Đó, con này mà một cặp như này là 4 tháng tuổi không bảo hành chống mái. Anh em được lụm ha. Chứ chim dòng chim con chưa đẻ mình không có trách nhiệm bảo hành. Clip là cũng như một cái bằng chứng để cho mình dễ kiểm tra chim và không có bảo hành nha anh em. Cặp nào bảo hành thì tự động mình sẽ nói bảo hành. Với cặp bảo hành là cái giá từ 2,5 triệu đô la, nó đã sinh sản đẻ ok thì mình bảo hành. Còn mình không có bảo hành mấy cặp con này. Đó, cặp này là đúng một cha một mẹ nó sinh ra nè, nhưng mà bảo hành cho anh em mà mình không có bảo hành. Mình bán là mình chuyển nhượng mình báo trước như vậy cho anh em xem ha, không bảo hành nha. Còn hàng bảo hành là mình báo bảo hành. Rồi, đó anh em xem kỹ lưỡng ha. Rồi chúng ta tiếp đến với cặp bông đỏ. Cặp này xong rồi chúng ta đến với cặp bông đỏ ha. Khá ok, mới về. Ăn uống thì nó cũng dễ thôi. Lúa, bắp, thóc, gạo. Rồi ngũ cốc. Ăn dễ, tương đối dễ. Anh em nào cần không biết gì thì cứ alo trực tiếp cho mình. Ngoài ra mình có thể tư vấn cho anh em về cách phòng bệnh, trị bệnh, chữa bệnh cho chim. Mỗi khi mà trời trở gió chuyển mùa
chim bị bệnh như thế nào đó thì mình sẽ ấy cho anh em ha, mình chỉ cho anh em cách chữa trị. Rồi, clip đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh em rất nhiều.